Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất quê hương Ninh Thuận, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, ngay từ khi còn cấp sách đến trường, cô gái Đàm Thị Thùy Linh đã mơ ước trở thành người chiến sĩ quân đội. Ước mơ không thành sự thật, năm 2003, Linh tham gia huấn luyện và đã tình nguyện viết đơn tham gia và được vinh dự kết nạp vào lực lượng dân quân nữ phường Kinh Dinh. Đến năm 2011, Thùy Linh được bổ nhiệm làm trung đội trưởng trung đội nữ dân quân cối 82 ly phường Kinh Dinh thuộc Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Trung đội nữ dân quân cối 82 phường Kinh Dinh thuộc Ban Chỉ huy quân sự thành phố có 13 đồng chí nữ, đa số chị em trong trung đội còn khó khăn về kinh tế, có con nhỏ thường xuyên đau ốm, ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của các nữ chiến sĩ dân quân. Do vậy, đồng chí Linh luôn trăn trở làm sao để trung đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo quân số huấn luyện hàng năm. Xác định tư tưởng là khâu đột phá, đồng chí Linh thường xuyên gần gũi, động viên các chị em cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ nhau khi cần. Bên cạnh đó, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo phường, của ban chỉ huy và các anh chị em trong lực lượng dân quân đã khơi dậy tinh thần thi đua quyết thắng của trung đội nữ dân quân cối 82 phường Kinh Dinh. Với ý chí rèn luyện, mọi người làm được thì mình cũng phải làm được, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả các lần kiểm tra bắn đạn thật đều đạt khá trở lên, được các cấp khen thưởng. Thực hiện nhiệm vụ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ các anh trên giao, luôn phân công các chị em trong đội nữ luôn tập hợp huấn luyện để hoàn thành tốt, để đạt chỉ tiêu. Trong quá trình đảm nhiệm cương vị trong đội trưởng, bản thân đồng chí Linh luôn cố gắng sắp xếp công việc gia đình để tham gia huấn luyện theo kế hoạch thường xuyên và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ huy quân sự thành phố giao. Đồng chí Đàm Thị Thùy Linh, đội khối 82 dân quân nữ của thành phố, là một trong những đồng chí cán bộ rất năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm trong quá trình học tập, công tác, huấn luyện, hội thi và hội thao. Ở trên tất cả các lĩnh vực, đồng chí đều nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các cái nội dung. Và trong thời gian qua, từ năm 2019 đến năm 2023, là đồng chí tham gia huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ đều đạt kết quả cao, là một trong những hạt nhân của phong trào thi đua quân sự vũ trang thành phố. Đồng chí luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tự học, tự rèn và duy trì quản lý và tổ chức huấn luyện cho trung đội dân quân nữ khối 82 của thành phố là luôn luôn hoàn thành tốt trong quá trình thực hiện hội thi hội thao và đạt kết quả rất cao. Với sự nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được trong những năm qua, Đàm Thị Thùy Linh luôn được Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Kinh Dinh ghi nhận và tặng nhiều giấy khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vì sự bình yên của nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ tổ quốc.